hôm nay đi phố Hà Nội khám phá nhà hàng miền Bắc ăn thử nha. Cảm ơn cô Hương. Đúng lúc 11 giờ. Ồ, mới mở hả? Bây giờ con người đã bắt đầu. Coi nhà hàng đẹp. Nhà hàng đẹp quá trời. À, hai cô chú dùng trà nóng hay trà lạnh ạ? À, trà nóng. Dạ. Hai cốc trà ra lần sau, cốc xe cũng lần sau ấy. Cảnh đẹp chưa? Chứ cảnh thôi. Hôm nay mình lên Vancouver tới nhà hàng Hà Nội phố, nghe nói là ngon lắm, cho nên ở đây nó có cà phê trứng phải không? Cà phê trứng rồi đồ ăn của người Bắc nó ngon lắm, cho nên hôm nay mình muốn tới review cho cả nhà coi xem. Mà cái tiệm cái trong nhà hàng này dễ thương lắm, để mình review cho coi nha. Coi nè, coi cảnh nè. Cảnh quá đẹp luôn. Cảnh nhà phố. Rồi người ta cũng bắt đầu cũng vô đông thôi. Coi nè. Có bữa nay có special today. Come in, go. Đó, có mấy cái kiểu bánh mì rồi nó đẻ cũng gần lắm. Nhìn dễ thương. Tiệc đơn ở bằng ấy. Đó. Ồ, coi nè. Đó, đây cái là cà phê trứng nè. Thấy đã chưa? Lần đầu tiên á. Lần đầu tiên á. À, coi thử có gì trong đó. Cái này có trứng này. Có hình như cinnamon, cái loại quế. Quế. Mình có cái này bên ngoài nó nước nóng. À. Nhưng mà cái này uống sao? Phải đều luôn. Ok. Quế đều luôn. Nè. Giống như sữa đậu ngọt. Kỳ trước mình uống sữa bà thọ. Kỳ trước sữa bà thọ nào? mới về Việt Nam chắc sữa bà thọ cho nào trẻ lắm nè. Để mình uống thử nha. Này giống như đi chết. Là lạ. Lần đầu tiên. Này là tiệm này là phố Hà Nội. Hà Nội phố hả? Hà Nội ô. Hà Nội ô. Ở đường Victoria với khoảng 33 ở Vancouver đó. Victoria với 36. Thì 33 với 36 vậy à? Ở Vancouver đó. Là lạ ngó. Mua cà phê. Lần đầu tiên
hình như tất cả trên Vancouver này lần đầu tiên có tiệm này cà phê trứng. Với lại từ nhỏ tới lớn mình mới uống. Từ nhỏ tới lớn mới uống nữa. Lần đầu tiên nha các bạn. Tí nữa mình có order tô phở gà, ông xã order gì? Chà cá Hà Nội. Tí nữa ra coi thử ăn ngon nha. Nó có nhiều món mà mình chưa có thức hết. Mình quên cho cả nhà coi cái menu nó là bằng gỗ. Để mượn cái đó menu. Đây nè, cái menu nó lạ chưa? Cái menu chỉ có một mặt thôi. Mặt sau không có gì hết. Mà bằng gỗ, bằng chữ nữa. Cho nên cái này là unique, là đặc biệt á. Cái chân đụng là mà trên tường nó có mấy cái menu bún chả này, bún đậu, bún cuốn này, bún mấy cái rổ đó là menu đó. Có vịt om. Dạ nhiều hơn trong menu luôn. Mà bây giờ tiệm bắt đầu mở 11 giờ, mình vô là 11 giờ luôn. Cái là bây giờ bàn sắp sửa cũng là đông rồi đó. Giá cả cũng bình dân, giá cả cũng bình thường. Coi nè, cái này là chả cá gì? Bún chả cá Hà Nội. Bún chả cá nó nhích lên coi. Cái này là có cái thì là coi bún một phần của nó như vậy nè. Chả cá. Một phần của nó như vậy à, vừa bún vừa đó. Đậu phộng. Là 17 đồng. Đó, nhìn hấp dẫn quá. Còn cái này phở gà. Phở gà. Ô, phở gà cái này cũng tô này cũng nóng ha. Này phở gà. Phở gà. Này có lá chuối. Cái này chứ. Nếu bỏ ở đây thì làm sao chấm này? Nó ông xã. Cái này chị ăn bẻ thôi, còn bún thì chấm thôi với rau ăn riêng thôi. Cái này ăn riêng. Hoặc là lấy chén. Xin nó cái chén ăn chung. Cho nên cái chén thì bỏ chung vô hết tất cả trong chén đó ăn. Anh xem phở với em. Xem nữa đi ha. Em với anh ăn chung. Dạ. Món quả này hấp dẫn. Nước cũng ngon lắm. Nước ngon lắm. Em ơi, cho chị xin hai cái chén để chị ăn. Cái ớt này là mới hấp dẫn nè, ớt này nè. Lúc cái ớt này là tỏi với ớt. Wow, nhìn ngon á. Cái này là nhìn là ngon rồi phải không? Làm chứ tới nhà hàng là ông xã ớt là thích rồi. Đã chén rồi.
là anh đặt trước. Đi nè. Rồi. Đổ chút bột bọng vô. Rồi. Mắm tôm. Rồi, bỏ thêm chút bắp cải luôn. Rồi. Cái này này chả cá mực hay là cá? Cá. Cá hả? Ồ, tưởng chả cá mực. Thử gà nước ngon. Tô phở gà của mình là 13 đồng. Còn cái ly trứng cà phê hồi nãy là 7 đồng. Nhưng mà cái quán này nói chung ăn cũng lạ, cũng ngon, la miền. Ớt ăn cái mông. Phở ở Bắc á. Phở ở đây ngon, không có giá, không có rau gì hết. Nhưng mà cái nước làm ngon. Này múc ra kia phòng trong xả. Này phở là gà, phở gà, gà chạy bộ á. Coi gà da nè. Coi nè. Gà này gà chạy bộ á, ngon á. Em sẽ ăn phở trước đi nó nở. Nhưng mà nãy em tưởng cái này là chả cá, chả mực. À, chả mực của Hà Nội thích ăn lắm, ngon. Nó ăn bằng cái muỗng bự. Ở đây nó không có chả mực. Cho cả nhà biết hết rồi đó. Nếu mà like video này, bấm subscribe, share, ủng hộ mình nha. Bye cả nhà.